chào buổi trưa mọi người nha. Mình đang ở chỗ làm, hôm nay mình làm ca trưa từ 12 giờ trưa tới 6 giờ tối. Mình sẽ tiếp cái câu chuyện mà hôm qua mình đăng nha, là lấy chồng Trung Quốc sướng hay khổ á. Cũng tùy nơi tùy chỗ thôi mọi người, chứ không phải là ai cũng sướng mà cũng không phải là ai cũng khổ. Giống như là mình lấy chồng ở bên đây á, mình đâu có được nhập hộ khẩu hay là được nhập quốc tịch người Trung Quốc đâu, đâu dễ. Bởi vì người ở đây ta không có tin tưởng mình, ta làm gì nó cũng sợ mình hết á. Tại vì nhiều cái dâu ta qua đây nè, người ta bỏ con ta về cũng có nè, rồi đáng lẽ người ta quy chung tụi mình luôn. Người ta nói là người Việt Nam không có tốt, lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam hết. Cái đó là cái khổ của mình á, là người ta không có được sự tin tưởng của người ta, lúc nào ta cũng sợ mình bỏ trốn. Thì mình nó nghĩ là Việt Nam là mình tại vì gia đình mình khổ, mình mới qua đây để mình lo cho ba mẹ mình. Rồi gia đình bên đây nghĩ mình qua đây mình lừa gạt người ta mình về, trong khi đó là người Việt Nam tụi mình nó là sinh em bé thì người ta chịu không được cái sự mà người ta sợ mình, nhiều người chị ở không được thì chị cũng bỏ về Việt Nam. Hoặc là nhiều chị cũng không vui á, ở đây buồn lắm, không vui á, cũng ở cũng không có được. Còn vì cái sướng ở đây là ở đây so với Việt Nam á, vùng quê nha, người nghèo ở đây là cũng cỡ người khá giả bên Việt Nam mình đó mọi người, cũng là có của ăn của để á. Bởi vì đối với gia đình mình là gia đình chồng bên đây là khá đó, khá chứ mình đâu có ăn được thì của người ta đâu. Ba mẹ bên Việt Nam mình á, mình qua đây 2 năm mấy rồi, nói chung mình chưa có cho ba mẹ mình được đồng nào á. Mà gia đình bên đây lúc nào cũng nghĩ mình cho tiền ba mẹ, không có nghĩ cho bên đây. Nhưng mà mình cũng không có nói gì, mình cũng nói mẹ mình Việt Nam nó gán đi, mình lo bên đây ổn định xong mình cũng sẽ lo cho mẹ mình ở bên Việt Nam. Tại vì bây giờ ba mẹ bên Việt Nam của mình nó còn lao động được, còn kiếm tiền được các mọi người, chứ đâu phải là nằm chỗ mà chưa mà không làm ra tiền đâu mà phải cần tiền mình bên đây. Thì có cái là ba mẹ mình chưa có nhà thôi, ba mẹ mình ở trọ đó. Giờ chị qua đây sướng như thế này nè, là qua đây á, nếu mà không ở chung á, ba mẹ chồng á, hai vợ chồng á ra ngoài ở riêng, chồng á thì đi làm, vợ thì ở nhà trọ coi con rồi đưa con đi học. Còn nhiều chị thì ở chung ba mẹ chồng á, để ba mẹ chồng lo cho ăn uống nè, chồng làm tiền dư thì còn đó. Thì ở bên gần mình nữa, cái chị đó qua đây cũng 7 năm rồi, nó có nhà dưới quê đấy mà không ở, dưới quê buồn lắm, đã lên trên thành phố ở mấy ngày trọ ở nhưng mà vui, tối ngày dẫn con đi chơi, bé lớn thì đi học nguyên ngày chiều mới về, còn bé nhỏ thì cũng mới 2 tuổi à, tối ngày đi chơi không mà sướng lắm. Nhưng mà cho nó mấy người vậy là chứ không phải là có mình bạn vậy đâu, nhiều người lắm. Mình thì không có ham vui, không có tụ tập bạn bè, chơi với nhau nhiều quá cũng không tốt. Thế là lý do cứ mỗi năm mà đi ra hàng hộ chiếu á, là công an á, ở chỗ mình ở người ta hỏi là mình sống làm sao, sống quen chưa, gia đình chồng đối xử làm sao. Còn không biết mấy chỗ chị kia có hỏi gì không mình không biết nha. Còn mà dạng mà đánh đập ở trên Facebook mà nói chú rể mà đánh đập, trời nó giết luôn chứ không có đánh đập đâu. Thế là mình mà có thúc mắc mình nói công an ta sẽ giết mình, tại vì công an bên đây người ta cũng bảo vệ cho dân Việt Nam mà mọi người, chỉ có những người mà giấy tờ không có giấy tờ á, mấy công an không có biết tới thôi. Còn mà dạng mà mỗi năm mà đi ra hàng hộ chiếu á, công an ta đều hỏi và đều quan tâm cho Việt Nam sống làm sao á đó. Bởi vì mọi người á, có ý định là lấy chồng Trung Quốc cũng yên tâm về cái vấn đề đó. Mình nói rồi nha, bạn nào muốn qua hoặc là đang chuẩn bị qua xem clip của mình á, suy nghĩ cho thật kỹ. Nhiều khi như bà Mai á, bà qua bên đó bà nó giới thiệu á, chồng á không có giống như là bà Mai nói đâu nha. Chị em á còn lừa gạt nhau được, mới nói huống chi là bà Mai mối. Qua đây á, khổ thì nó không khổ lắm, mà sướng thì nó cũng có sướng, thì ở đâu cũng phải làm hết trơn mà mọi người đó. Mình qua đây mình cũng đi làm nè, không làm có đồ ăn, không làm là người ta nói mình làm biếng. Trời ơi, lúc mình mới qua kìa, mình nghe được cái câu mà yeah, nãy lại thôi sẽ làm cho là ham ăn mà còn làm biếng, nói chung mình ghét cực kỳ. Tại vì người ta cứ nghĩ là chỉ có những người mà làm biếng á, nó qua đây thôi, qua đây ham chồng qua đây thôi. Mà ta nói cũng thấy cũng đúng. Đúng rồi, nó mình ham ăn đó, mình ham ăn thiệt. Còn mà làm biếng thì trời ơi, mình cũng biết nãy đâu cũng phải làm, mà mọi người bên Việt Nam cũng làm, mà cũng phải làm nó mới dư thôi, mà biết tiền nó đi đâu, cũng ăn xài nó mới dư. Còn ở đây làm như còn như mình ba 2 năm mấy trời, mình chưa có tốn 100 đồng mà đi mua được cái hộp kem trước mặt nữa. Không có sửa soạn ở đây, mình không có sửa soạn. Gia đình chồng mình cũng không thích cho mình sửa soạn, mình cũng sống theo người ta đi cho dễ sống mà nữa. Thì mình đang ở nhà người ta mà, mình sống cho người ta vui đi, mình cũng đâu có chấp gì đâu. Có gì chị qua đây sửa soạn đẹp lắm, chồng nhà chồng dễ, nhà chồng có điều kiện cho chị sửa soạn. Mình giờ có con rồi, có ngày phải lo sửa tả, có ngày cái gì cũng lo cho con hết, mình cũng quên cái bản thân mình luôn. Hình như là 2 năm rồi mình không có sắm đồ mới mọi người. Không biết làm sao nữa, tự nhiên cái có con xong cái không thích sửa soạn, cũng không có thích tăng trang mình lên. Chồng mình lúc nào cũng vậy, được rồi đừng ốm, ốm xấu lắm. Tại vì mình mập á, tức là thấy mình cũng là nhìn mặt mình ra nhìn mình nhiều tí, mình sắm mấy chứ á mà nhìn mặt mình không có thấy mình mập, nhưng mà từ cái đùi xuống là trời ơi như con heo hầm á, mình ăn dữ lắm. Mình nói như đây thôi, giống như là các bạn nào thắc mắc á, thì cứ comment đi rồi mình trả lời cho các bạn biết ha. Giờ mình bận làm rồi, giờ này là giờ quản lý xuống rồi nè, có gì mọi người cứ để lại comment đây ha.